Ta thử xem em học trường chuyên thì có cái gì nào. Trường chuyên có cái bằng lăng rất đẹp. Xin chào các bạn. Có cái bằng lăng hoa rất chi là đẹp. Đây là một góc của sân trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Các bạn nào lâu không về trường nhớ về thăm trường nhé. Tòa này trường mình rất đẹp rồi. Đây khối tòa nhà của khối trung học cơ sở. Ngày càng đẹp hơn. Hy vọng mời các bạn sẽ về trường thăm trường. Đây là cây hoa ban đỏ. Đây các em học sinh. Hôm nay thời tiết ánh nắng đẹp quá nên thầy quay video này. Còn đây chính là phòng tin. Các bạn ở nó tin ở trên kia. Rồi, khi nào mời các bạn về trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái chơi nhé.